Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, vừa qua, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây mại dâm hoạt động trong giới showbiz Việt Nam với quy mô lớn. Đáng nói, trong số những người bị bắt giữ, netizen nhanh chóng phát hiện chuyên viên trang điểm Huỳnh Thanh Thuận, sinh năm 1990, đối tượng cầm đầu đường dây bán dâm, được cho là từng có mối quan hệ rất thân thiết với Hoa hậu Thủy Tiên. Trên trang cá nhân, Thuận thường xuyên chia sẻ những hình ảnh chụp cùng nàng hậu Khiến cho công chúng đặt nghi vấn về mối quan hệ của Thủy Tiên với các tú ông trong vụ hoa hậu bán dâm này. Trước những nghi ngờ của cư dân mạng, mới đây, phía công ty chủ quản của hoa hậu Thủy Tiên cho biết sẽ có hành động pháp lý để làm rõ. Xuân sao hình ảnh Thủy Tiên thân thiết cùng hai tú ông môi giới mại dâm. Thời gian qua, cục cảnh sát hình sự bộ công an phát hiện trong giới showbiz Việt Nam diễn ra các hoạt động môi giới và mua bán dâm dưới nhiều hình thức với các thủ đoạn tinh vi. Từ năm 2020 đến nay, Cục Cảnh sát Hình sự đã xác lập, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án môi giới mại dâm, cài bán dâm là các thí sinh tham gia các cuộc thi Hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Đối tượng môi giới mại dâm thường là những người liên quan trực tiếp đến giới showbiz như bầu sâu, quản lý, chuyên gia trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân. Mức giá mua bán dâm có thể lên đến hàng nghìn đô la Mỹ một tour tùy vào thời gian, địa điểm. Ngày 3 tháng 11, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an Vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thanh Thuận, sinh năm 1990, quê quán tỉnh Tiên Giang, nghề nghiệp chuyên viên trang điểm, Phạm Đỗ Nhật Duy và Lê Thị Thu Thảo, cùng sinh năm 1985 là lao động tự do về hành vi bán dâm. Theo kết quả điều tra ban đầu, những người tham gia đường dây bán dâm đa số hoạt động trong số showbiz, trong đó có VTT người mẫu hot TikToker, HPTH người mẫu hot Facebooker và LHP người mẫu hoa khôi ngành làm đẹp châu Á. Mức giá bán hoa từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng một tour trong nước 2 ngày và 6.000 đô la Mỹ đối với tour nước ngoài 2 ngày. Trong số những người bị bắt giữ, netizen nhanh chóng phát hiện chuyên viên trang điểm Huỳnh Thanh Thuận từng có mối quan hệ rất thân thiết với Thủy Tiên, người đẹp đăng quang Miss Grand International 2021. Theo đó, không chỉ thường xuyên tương tác, Huỳnh Thanh Thuận còn tạo hẳn một album ảnh riêng cho Thủy Tiên với nhiều lời có cánh trên mạng xã hội Facebook. Ngoài ra, trong một bức ảnh được đăng tải, Thủy Tiên cũng xuất hiện bên cạnh tú ông Lê Hoàng Long, người bị bắt vì hành vi môi giới mại dâm cho các người đẹp trong showbiz vào tháng 9 năm 2022. Liên hệ với quản lý của Thủy Tiên, phía năng hậu không đưa ra phản hồi gì liên quan đến những nghi ngờ vụ hoa hậu bán dâm. Thay vào đó, người đẹp đang chuẩn bị lên đường sang Hàn Quốc tham dự hội nghị quốc tế lần 5. Còn đại diện công ty sen bảng cho biết, việc nghi ngờ Thủy Tiên liên quan đến vụ hoa hậu bán dâm là thông tin bịa đặt, vu khống. Công ty và Thủy Tiên sẽ không đưa ra câu trả lời về vụ việc này. Luật sư của Thủy Tiên sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức. Tháng 9 năm 2022, Thủy Tiên cũng từng dính lùm xùm khi Tú ông Lê Hoàng Long bị bắt. Khai với cơ quan điều tra, Long đã giới thiệu hai người đẹp có tên TH và TT khá nổi trong giới showbiz Việt Nam, là celeb hạng A, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu để bán dâm. Sau đó, Long thống nhất mức giá với người mua dâm là 15.000 đô la Mỹ tương đương 360 triệu đồng với mỗi người đẹp bán dâm. Thời điểm đó, người đẹp cũng bị cộng đồng mạng đặt vào diện nghi vấn. Tuy nhiên sau đó, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự khẳng định, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên không liên quan đến đường dây bán dâm này. Tại thời điểm trên, bà Phạm Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng, trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam đưa ra tuyên bố khẳng định, tất cả các hoa hậu, á hậu thuộc đơn vị quản lý đều là những cô gái trí thức, giỏi giang và có nhân cách, đạo đức, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Họ là những cô gái luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đã và sẽ không bao giờ có chuyện như mạng xã hội đang đồn thổi về hành vi mua bán dâm. Chúng tôi miệt mài làm việc, miệt mài công hiến và xây dựng những giá trị tốt đẹp cho đời. Chúng tôi sẽ kiện đến cùng những người xúc phạm mình. Hoa hậu Thủy Tiên sinh năm 1998 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng theo học chương trình quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Đại học Hoa Sen. Người đẹp đăng quang Miss Grand International 2021, Hoa hậu Hòa bình Thế giới hôm 4 tháng 12 năm 2021 tại Bangkok, Thái Lan. Chưa thể tuyên án phúc thẩm vụ Hoa hậu Thủy Tiên bị kiện đòi 1,5 tỷ đồng. Cũng liên quan tới Hoa hậu Thủy Tiên, mới đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản và tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Giữa nguyên đơn bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc thủy Tiên số tiền 1,5 tỷ đồng. Tại tòa, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thủy Trang đối với yêu cầu đòi hoa hậu Thủy Tiên trả tiền. Trước đó ngày 31 tháng 5, tòa án nhân dân quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên án về tranh chấp hợp đồng giữa bà Đặng Thủy Trang và hoa hậu Thủy Tiên. Theo nội dung vụ án, bà Đặng Thủy Trang cho rằng tháng 6 năm 2017 do cần tiền tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017 nên hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên chủ động tìm và vay của bà Trang số tiền 1,5 tỷ đồng với mục tiêu lọt vào top 3 trong cuộc. Theo bà Trang, việc Thùy Tiên vay tiền có ông Nguyễn Quan Trọng, bạn của chồng bà Trang, đứng ra ký biên bản xác nhận nợ đề ngày 22 tháng 7 năm 2017 với tư cách là bên cho tiên vay tiền, còn bà Trang chỉ là người làm chứng. Theo biên bản xác nhận nợ, bà Tiên phải trả tiền trong thời hạn một năm kể từ ngày ký xác nhận nợ. Mỗi tháng, bà Tiên phải có nghĩa vụ thanh toán một phần khoản nợ này. Tuy nhiên, Hết thời hạn trả nợ, ngày 21 tháng 7 năm 2018, bà Tiên không thanh toán số tiền nêu trên cho bà Trang. Sau khi Thủy Tiên đặt danh hiệu Hoa Hòa Bình Quốc tế, nhiều lần yêu cầu trả nợ nhưng không được, bà Trang có hẹn Thủy Tiên ra một quán cà phê để nói chuyện. Tại quán cà phê này, lợi dụng bà Trang sơ hở nên Nguyễn Thúc Thủy Tiên tự ý giật giấy xác nhận nợ và xé. Vì vậy, bà Trang khởi kiện yêu cầu Thủy Tiên trả khoản nợ gốc 1,5 tỷ đồng và bồi thường một số tiền liên quan đến tổn thất tinh thần yêu cầu tiên đăng thông báo xin lỗi công khai trên báo. Về phía ông Nguyễn Quan Trọng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trình bày có ký vào giấy nhận nợ của Nguyễn Thúc Thủy Tiên, nhưng sau đó ông không đưa cho bà Trang hay Tiên một khoản tiền nào. Ông cũng không chứng kiến việc bà Trang đưa tiền cho Tiên. Ông đứng giúp trên giấy nợ cho bà Trang vì quan hệ bạn bè. Về việc giao nhận tiền, bà Trang cho rằng, trước khi ông Trọng đến, bà đã giao đủ 1,5 tỷ đồng cho Thủy Tiên. Ông Trọng có hỏi Tiên nhận đủ tiền chưa, Tiên trả lời đã nhận đủ 1,5 tỷ đồng, ông Trọng mới ký vào bên cho vay tiền. Tuy nhiên, theo trình bày của ông Trọng, ông ký giấy xong là đi về, ông không hỏi gì về việc Tiên có nhận tiền hay không. Hội đồng xét xử sơ thẩm đã không chấp nhận yêu cầu của bà Thùy Trang về việc đòi bà Thùy Tiên số tiền 1,5 tỷ đồng. Sau phiên sơ thẩm, bà Đặng Thùy Trang đã có đơn kháng cáo đề nghị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà. Tại phiên phúc thẩm ngày 7 tháng 11, Bà Đặng Thùy Trang vẫn giữ nguyên kháng cáo, đề nghị tòa án phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm xét xử lại, buộc Thủy Tiên trả lại số tiền 1,5 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử phúc thẩm, bà Trang lần nữa khẳng định, bà đi đòi tài sản là 1,5 tỷ đồng, ông trọng là người đứng tên dùm giấy nợ. Đồng thời, bà cung cấp biên bản thỏa thuận nợ bản chính cho hội đồng xét xử. Trước câu hỏi của hội đồng xét xử và của đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao nhận 1,5 tỷ đồng có ai làm chứng, có camera ghi nhận sự việc hay không? Khi giao tiền, cứ nghĩ là chuyện bình thường, các bên có xác nhận nên không nghĩ đến việc sẽ có người làm chứng hoặc chọn góc ngồi có camera quay lại. Về phía Thủy Tiên, đại diện ủy quyền của Hoa hậu không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện và kháng cáo của Nguyên Đơn vì cho rằng bản án sơ thẩm tuyên phù hợp với thực tế khách quan. Thủy Tiên thừa nhận có ký vào giấy nhận nợ nhưng không nhớ ngày nào. Theo đại diện ủy quyền của Thủy Tiên, thực tế không có việc đưa tiền như lời khai của bà Trang. Giữa hai bên không có quan hệ quen biết thân thiết từ trước. Vì thấy Thủy Tiên có tiềm năng trong cuộc thi nên bà Trang tiếp cận và đặt vấn đề đầu tư trang phục nhưng không hề hỗ trợ gì. Sau khi nghe trình bày từ các bên liên quan, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trong vụ án này ở cấp sơ thẩm, tòa án Nhân dân quận Gò Vấp xét xử có căn cứ nên không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn Đặng Thủy Trang. Đồng thời đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án. Sau khi nghị án, cần làm rõ một số vấn đề nên hội đồng xét xử thông báo tạm dừng phiên tòa chiều ngày 14 tháng 11 sẽ tiếp tục. Thưa quý vị, dù đã được Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp tuyên thắng kiện, nhưng do nguyên đơn kháng cáo nên vụ Hoa hậu Thủy Tiên bị kiện đòi 1,5 tỷ đồng vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Liệu phán xét cuối cùng của tòa án cho vụ kiện này sẽ là gì? Nhưng thông tin mới nhất liên quan đến vụ kiện đòi Hoa hậu Thủy Tiên tiền sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.